Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an truy nã ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy. Ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn nên Bộ Công an phát lệnh truy nã bị can này. Ngày 19 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Nhật Cường Mobile. Theo đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố hai tội danh: buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ Luật Hình sự. Bị can Huy bỏ trốn từ ngày 9 tháng 5 năm 2019. Chỗ ở trước khi trốn: phòng W2107 và 08, chung cư Golden Westlake, 151 Thụy Khê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, ngày 14 tháng 5, C03 ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm về hai tội danh nêu trên. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia, đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan, xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước. Trước đó, ngày 9 tháng 5, nhiều tổ công tác của C03 đã đồng loạt có mặt để khám xét các cơ sở của chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile. Tại cơ sở số 33 Lý Quốc Sư và trung tâm bảo hành ở C4 Giảng Võ, sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được đóng gói trong các thùng cát tông cỡ lớn. Còn tại trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường ở số 7 Trần Phú, việc khám xét được kéo dài tới hơn 22 giờ đêm cùng ngày. Nhiều người được cho là lãnh đạo của công ty đã cùng cảnh sát rời đi trên những chiếc xe ô tô. Nhật Cường Mobile được biết đến là một trong những chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn tại Hà Nội. Theo tìm hiểu, mặt hàng phân phối chủ yếu của Nhật Cường Mobile là điện thoại di động, trong đó chiếm phần lớn là các sản phẩm của Apple. Ngoài điện thoại chính hãng, chuỗi cửa hàng này cũng cung cấp rất nhiều loại điện thoại xách tay và điện thoại đã qua sử dụng. Ưu điểm nổi bật của những sản phẩm này là có giá mềm hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Gần đây, Nhật Cường Mobile dính tới khá nhiều vụ việc phản ánh từ phía người dùng liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành. Đáng chú ý, Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường còn có một thành viên khác là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Subway. Nhật Cường Subway được nhiều người biết đến khoảng vài năm trở lại đây khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của Hà Nội. Mới được thành lập mô hình công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016, nhưng Nhật Cường Subway đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.